phát hiện thi thể nam thanh niên nổi ở hồ nước. Người dân ở Hà Tĩnh vừa phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước tại hồ Ma Leng, huyện Hương Khê. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam thanh niên ở hồ Ma Leng. Hiện ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết. Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 16 tháng 11, người dân thôn 11 xã Phúc Trạch phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước tại hồ Ma Leng. Ngay sau đó đã trình báo lên chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã đến bảo vệ hiện trường, hỗ trợ trục vớt thi thể nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc. Thi thể nam giới được xác định là anh P, 23 tuổi, trú tại xã Phúc Trạch. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.